Giữa bầu trời cao xanh, một con đại bàng uy nghi lượn vòng, đôi mắt sắc bén không rời mắt nước bên dưới. Nó đã phát hiện một con cá đang bơi gần mặt nước. Đại bàng bắt đầu thu hẹp vòng lượn, tăng tốc độ để chuẩn bị cho cú tấn công chớp nhoáng. Với đôi cánh vươn dài, đại bàng đột ngột bổ nhào xuống, cơ thể nó lao nhanh với tốc độ hàng trăm km một giờ. Không khí rít lên khi đại bàng xuyên qua, và chỉ trong tích tắc, nó đã chạm tới mặt nước. Ngay lúc đó, đôi chân mạnh mẽ với móng vuốt sắc nhọn của nó quắp chặt lấy con cá. Cú bất chính xác đến mức đại bàng gần như không làm sao động mặt nước. Nó nhanh chóng cất cánh, mang theo con mồi vừa bắt được, đôi cánh đập mạnh để nâng cơ thể lên khỏi mặt nước và trở lại bầu trời, để rồi biến mất vào bầu trời xanh thẳm, cùng con cá trong móng vuốt. Một buổi sáng sẽ lạnh, khi sương mù vẫn còn vương vấn trên những ngọn cây. Đại bàng bay lượn trên cao, đôi mắt sắc bén của nó không ngừng quét qua những cánh đồng và rừng rậm bên dưới, với sải cánh rộng lớn. Đại bàng duy trì độ cao mà từ đó nó có thể quan sát toàn bộ khu vực săn mới của mình. Đôi mắt đại bàng được coi là một trong những đôi mắt sắc sảo nhất trong thế giới động vật. Có thể phát hiện chuyển động của con mồi từ khoảng cách hàng km. Phía dưới, một con thỏ đang nhắm nháp những nhánh cỏ non, hoàn toàn không biết đến mọi nguy hiểm đang rình rập. Đại bàng tiếp tục bay lượn, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Khi nhận thấy con thỏ tách khỏi bầy đàn, đại bàng liền gập cánh lao xuống với tốc độ chóng mặt, đạt tới 150-200 km một giờ. Với móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao, đại bàng vỡ lấy con mồi trước khi con thỏ kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Sức mạnh từ đôi chân của đại bàng đủ để cắp chặt bất kỳ con mồi nào và kết thúc cuộc săn với một chiến thắng tuyệt đối. Đại bàng bay lên cao với con mồi trong móng vuốt, đưa nó về tờ để thưởng thức bữa ăn. Trên những dãy núi hiểm trở và cao vút, một con đại bàng đang lượn trên bầu trời, đôi mắt sắc bén quan sát từng chuyển động nhỏ nhất bên dưới. Những vách đá dựng đứng và những đỉnh núi phủ đầy tuyết là nơi sinh sống của những con dê núi. Loài động vật thường trú trên những địa hình khó khăn nhất để tránh xa kẻ thù. Nhưng đối với đại bàng, đó không phải là trở ngại. Phát hiện ra một con dê núi đơn độc đang di chuyển dọc theo một vách đá hẹp, đại bàng nhanh chóng xác định mục tiêu. Nó bắt đầu hạ thấp độ cao, đập cánh mạnh mẽ nhưng lại không phát ra âm thanh nào, đảm bảo rằng con mồi không phát hiện ra nó. Khi chỉ còn cách con dê núi vài chục mét, đại bàng lao xuống với tốc độ kinh hoàng, hàng trăm km một giờ, nhằm thẳng vào con dê. Với bộ móng vuốt cực kỳ sắc nhọn và lực tấn công mạnh mẽ, đại bàng tóm lấy con dê núi. Cú đâm này thường đủ sức làm choáng váng con mồi. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất là chiến lược của đại bàng. Nó không chỉ dựa vào sức mạnh để giết con mồi, mà còn dựa vào địa hình hiểm trở. Khi đã bắt được con dê núi, đại bàng sẽ dùng đôi cánh mạnh mẽ của mình để đẩy hoặc kéo con mới ra khỏi vách đá, hoặc cấp con dê núi bay lên cao rồi thả rơi xuống từ độ cao hàng chục mét. Sau khi con mới rơi xuống đất, đại bàng từ từ bay xuống, sử dụng móng vuốt để tóm lấy con mồi đã chết hoặc sắp chết, rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Cuộc sống của đại bàng đầy thử thách và khắc nghiệt, nhưng cũng đầy sức mạnh và sự tự do. Chúng là biểu tượng của sự uy nghi, quyền lực và sự bền bỉ trong tự nhiên. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, tốc độ và chiến thuật, đại bàng thể hiện mình là một trong những thợ săn đáng sợ nhất trên bầu trời. Đại bàng không chỉ là loài chim đẹp, chúng còn đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ sinh thái khỏe mạnh. Là loài săn mới đỉnh cao, chúng đứng ở vị trí cao nhất trong chuỗi thức ăn, giúp kiểm soát quần thể các loài động vật khác. Bằng cách kiểm soát quần thể con mối, đại bàng ngăn chặn tình trạng chăn thả quá mức và duy trì sự cân bằng trong tự nhiên. Sự hiện diện của chúng là một chỉ số cho thấy môi trường trong lành, vì chúng cần không khí trong lành và nước sạch, và nhiều loại con mồi để phát triển. Đại bàng giữ một vị trí đặc biệt trong văn hóa và nghệ thuật Việt Nam. Nó thường được miêu tả như một biểu tượng của quyền lực, tự do và cao quý. Trong nghệ thuật truyền thống Việt Nam, đại bàng thường được miêu tả với đôi cánh dạng rộng, thể hiện sức mạnh và tự do. Chúng cũng được gắn liền với sự may mắn và thịnh vượng. Hình ảnh đại bàng có thể được tìm thấy trong nhiều hình thức nghệ thuật Việt Nam, bao gồm tranh vẽ điêu khắc và thậm chí cả quần áo và đồ trang sức. Các mối đe dọa đối với đại bàng và những nỗ lực bảo tồn. Đáng buồn thay, mặc dù mạnh mẽ và uy nghiêm, đại bàng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa. Mặt môi trường sống, ô nhiễm và săn bắn bất hợp pháp đã dẫn đến sự suy giảm quần thể đại bàng trên toàn thế giới. Rất may, nhiều tổ chức và cá nhân đang nỗ lực hết mình để bảo vệ loài sinh vật tuyệt vời này. Các nỗ lực bảo tồn bao gồm bảo vệ môi trường sống của đại bàng, giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của đại bàng và cứu hộ đại bàng bị thương và thả chúng trở lại tự nhiên. Tương lai của đại bàng trách nhiệm chung. Tương lai của đại bàng phụ thuộc vào tất cả chúng ta. Bằng cách tìm hiểu về đại bàng và những thách thức mà chúng phải đối mặt,
tất cả chúng ta đều có thể chung tay bảo vệ chúng. Hỗ trợ các tổ chức bảo tồn, giảm thiểu tác động đến môi trường và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đại bàng là những bước đi đúng hướng. Mỗi chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt trong việc đảm bảo rằng các thế hệ tương lai có thể tiếp tục chiêm ngưỡng hình ảnh đại bàng bay vút trên bầu trời. Học cách bày cao cảm hứng từ đại bàng. Đại bàng có rất nhiều điều để dạy chúng ta về cuộc sống. Sức mạnh, khả năng phục hồi và khả năng bay lên những tầm cao mới của chúng là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta. Cũng giống như đại bàng đối mặt với thử thách và vượt qua trở ngại, chúng ta cũng có thể học cách dạng rộng đôi cánh và bay lên những tầm cao mới. Bằng cách nắm lấy lòng dũng cảm, quyết tâm và tình yêu với thế giới tự nhiên, chúng ta có thể phấn đấu để sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và mục đích, giống như loài đại bàng hùng vĩ. Di sản bền vững của đại bàng. Đại bàng, với ánh mắt sắc bén, đôi cánh mạnh mẽ và sự hiện diện lâu dài trong các nền văn hóa trên khắp thế giới, tiếp tục quyến rũ trái tim và tâm trí của chúng ta. Là biểu tượng của sức mạnh, tự do và tinh thần hoang dã của tự nhiên, đại bàng nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng và bảo vệ thế giới tự nhiên cho các thế hệ mai sau. Hãy cùng nhau học hỏi từ đại bàng. Đại bàng là một loài chim săn mồi cỡ lớn, thuộc bộ âm ICP. Chúng sinh sống trên mọi nơi có núi cao và rừng nguyên sinh, còn chưa bị con người chặt phá như ở bờ biển Úc, Indonesia, Châu Phi, nhưng chủ yếu là lục địa Á Âu với khoảng 60 loài. Còn lại là một loài khác tìm thấy tại các lục địa còn lại, bao gồm 2 loài ở lục địa Bắc Mỹ, 9 loài ở lục địa Trung và Nam Mỹ, và 3 loài ở Úc.